ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានចាស់ក្តៅៗមួយដែលតកតងទៅនឹងអ្នកផ្ទុកកូវីដ-19ម្នាក់បានឡាយវីដេអូរៀបរាប់ពីអាការៈលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដាំផ្ញើមហាជនត្រឹមរយៈពេលប្រហែល ដែលនេះជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលយើងត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាអនាម័យចាស់បោះមិនមានការចាំបាច់កុំចេញទៅក្រៅជួបជុំគ្នាច្រើនជាដើមស្របពេលដែលថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងទៅតែប្រកាសថារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន10នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមាន6នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចាស់សហគមន៍ អ្នកឆ្លងជំងឺទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺបានបញ្ចេញសារយ៉ាងក្តុកក្តួលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏ឃើញមានរីម្នាក់ដែលបានធ្វើការឡាយវីដេអូនិយាយរៀបរាប់ពីការដាក់ដោយឡាយរយៈពេល14ថ្ងៃនិងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដាំដល់មហាជនឲ្យចេះថែរក្សាខ្លួនផងដែរដោយក្នុងនោះនាងបានធ្វើការរៀបរាប់ពីអាការៈនិងស្ថានភាពពេលនេះយ៉ាងដូចនោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អបើដឹងថាខ្លួនមានពាក់ព័ន្ធនឹង
nuôn bà đăng tha nô nà mình đẹp miền tục miền rộng ni sông cầm rơ áng cầm prác bị xâm đầy đai bòm bạc thực chất cua tài miền ca lực thực chất ai bụ kê thay đã xa khuôn này bàn lõ chừng mùn prúc bị xâm đầy nẹ chung vinh cứ chia cầm lãng chất hai có e chỉ ca xâm lập thực chất đặt vội bộ cây lên trong khoa khoai bị khuôn anh cần tại khăn lăng tam rồi dạ xa mùi nê cứ bán vội mà hạ chân chứ chân bất chứ bình chất dàng khăn tại mà đón sắp bệ đại miễn cá xe bồng priết bình bình đang sẵn cung chứ mùi nâng bịa chân bộ ở chắp chia xa bài chà chân đi cứ chia video chà video live toàn rộ bò hò nè rì dương mình đã đại quạt ở miền tục nờ chà virus covid 19 đã xa tay chà dông tạm tạm xịt đầy ở chung đùm nâng đại ban điệp rộp cha ca pi mà sao mình phong đá đòi sập đạch nè dụ nằm trầy hôn sáng cha cứ ban cha chân đi cứ chia video lai mũi cha đại dừng ở tớp nâng bán khớnh cha xâm rạp nè đại cọt phát tục nơi virus covid 19 đại cọt ban lai video điệp rộp lực thực chất cả đồ chia cha chung nằm nâng tớ đọt bóng phổn chương ở miền ca thay đại xa nào mai tầng ở khnia cha chúng cứ cần lo máu dân mình đại ban khơi cha một nè cả chủng người covid đập làm buồn để cha là sao dân đang tại chung mùa thì cái lại được bỏ qua đó nè mình tại đại chúng tại tam process cha được bỏ sầm đại kệ mà hai sinh lập ở đây để cho hôn sen cha cứ ban anh nhát ao cha bằng hai nhà tạ sinh nhán nè đại miền tây virus covid đập làm buồn tầng ở đầm bay nghe sưu tạo đạo bằng phổi bị chia bỏ chơi nó về để quạt màn khơi mình đang hái đang tập luôn anh miền bẹp bòn cho mùi nâng cha bọc cô nè đại miền tây nơi virus nốt bị nhập phơi cha ta là sạ cái đôi chia cha dục sầm nè từ bình nứt rộng mơ cha mày rộng nốt đầm bay cho rum tụp cả tầng ở khnì cho mùi nâng cả chlong rì rì ra nơi khnông sa hạ cung cha ở căn tại thôn thôn làng cha pru ở lần ấy dân khơi chấm nồi nè đại ca miền nó cứ mười ngày tới mười ngày cha miền rồi hồ cha mình ở nội tế cha hai tháng ngày đấy cứ miền đỏ từ đậm nè hai cái nó cứ miền bờ mũi nè đại bẹ pon tận đường cha bật cả xã có một phây bầm bầy về chè kèm đôi chân này xong bóng pon cho rùm tầng ở khnía cha xong complete thế covid đập bầm bốn cứ mình phải chơi nội tế cha chơi complete covid đập bầm bốn đôi khnía rùm thay để xe anh làm may cha liên sầm ẹt đai ở bàn nhựt nhọp chỉ mùi nâng sợ bù tự ạ cơ rồi có chèl sầm ẹt đai bẹ me chèl và xin chỉ chạm bách nâng chia viên các nơi cần lại để chụp chung mình ôm mình đi chèn chỉ đám cho luôn tầng ở khnì đầm bay Campuchia cha cắt mình thôi chỉ mùi nâng cà ri ri đá cho ngứ covid đập rầm buồn cha trên đây khiêm có sống anh chấp chỉ mùi nâng video được bao chương tại trầm bên này ở côn cho bộ cả tam đàn tu sơn nè chụp khnì chỉ mùi nâng ruộng nâng khiêm nâng video cái tiệt.